Sau chuỗi ngày ủ rũ trên trang cá nhân, mới đây, Harry cũng có động thái vui vẻ, tươi tắn trở lại. Theo đó, trên Instagram, người đẹp đăng tải một clip lưu trên TikTok với động tác nhảy theo giai điệu một bài hát. Sắc mặt cô cũng đã rạng rỡ, tràn đầy sức sống sau nhiều ngày ốm bệnh. Ngoài ra còn khoe chiếc nhẫn ngón áp út. Bên cạnh đó, để đáp trả những tin đồn về hôn nhân hợp đồng vừa qua thì Trấn Thành ngày càng quấn quýt tình tứ bên Harry. Xuất hiện trên sóng truyền hình mới đây, nam diễn viên không ngại khoe cử chỉ thân mật với bà xã. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ống kính hậu trường. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao tin đồn Trấn Thành và Harry rạn nứt. Nguyên nhân là do trong một khoảng thời gian dài, cả hai không hề tương tác. Kèm theo đó, nữ ca sĩ liên tục cập nhật trạng thái buồn bã, ốm tủi thân, đi chơi cùng bạn bè, đi sự kiện mà không hề có Trấn Thành. Sau chuỗi ngày ủ rũ trên trang cá nhân, mới đây, Harry cũng có động thái vui vẻ, tươi tắn trở lại. Theo đó, trên Instagram, người đẹp đăng tải một clip lưu trên TikTok với động tác nhảy theo giai điệu một bài hát. Sắc mặt cô cũng đã rạng rỡ, tràn đầy sức sống sau nhiều ngày ốm bệnh. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý hơn cả chính là việc nữ ca sĩ đã đeo lại nhẫn ngón áp út, kèm theo đó là chiếc nhẫn kim cương khủng được cho là món quà của ông xã Trấn Thành từng tặng. Động thái này một lần nữa đập tan tin đồn ly hôn thất thiệt của cặp đôi những ngày qua. Vừa là tâm điểm của tin đồn ly hôn, vợ chồng Harry và Trấn Thành đã nhanh chóng cùng đồng hành để phát cẩu lương tại một show chương trình. Thật là trùng hợp ngẫu nhiên khi tập phát sóng ca sĩ mặt nạ có Harry làm khách mời bình luận đồng hành cùng chồng yêu Trấn Thành lại lên sóng đúng dịp tin đồn ly hôn của cặp đôi nổ ra. Phía ekip sản xuất chương trình vừa tung loạt hình ảnh giới thiệu tập ba ca sĩ mặt nạ với sự góp mặt của giọng ca Anh Cứ Đi Đi trong vai trò khách mời cùng tung hứng với nghệ sĩ cố vấn chính là Trấn Thành, ca sĩ Tóc Tiên và rapper Quang Quy. Đáng chú ý nhất không chỉ có loạt hình ảnh vợ chồng Trấn Thành và Harry tay trong tay hội ngộ trên sóng truyền hình mà còn là loạt bình luận tung hứng ăn ý và hết sức ngọt ngào như chưa hề có tin đồn đường ai nấy đi trước đó. Có ông xã đồng hành nhưng Harry liên tục tỏ ra lúng túng, thậm chí còn đòi bỏ về vì những màn tung hỏa mù của các ca sĩ trên sân khấu và những màn phán đoán như thần của các cố vấn chính. Giọng ca Anh Cứ Đi Đi thú nhận mình là người rất dở trong việc nhớ mặt, nhớ tên người khác. Nên cô không thể nào đoán ra là ca sĩ nào đang ẩn giấu dưới lớp mặt nạ chỉ nhờ vào giọng hát được. Thấy vợ lúng túng, Trấn Thành ngay lập tức an ủi đầy ngọt ngào rằng người ta mời em đến đây là để lấy được sự ngơ ngác trên gương mặt của em đó. Khiến ai cũng vì cười vì độ đáng yêu của cặp đôi. Ở hai tập trước đó, có thể thấy rất rõ sự sắc sảo của Trấn Thành qua những phán đoán cộng với chặt chém các cố vấn khác. Nhưng riêng với Harry Quân Anh luôn có thái độ ân cần, ngọt ngào khiến người xem phải mềm lòng. Trong diễn biến tiếp theo mà đoạn trailer hé lộ, Trấn Thành lại một lần nữa cứu nguy cho vợ yêu khi Harry không đưa ra bất cứ phán đoán nào với tiết mục của Bướm Mặt Trăng. Nam danh hài đã than vãn cùng Tóc Tiên, "Tiên ơi, chương trình mời vợ anh đến đây rất là tội cho cô ấy là người Hàn Quốc. Bây giờ có một chục con bướm ra hát, cổ cũng không biết là con nào đâu, cho nên phải có một ông chồng như vậy để kéo lại kinh tế cho gia đình." Nghe đến đây, Harry vội lên tiếng gỡ gạc cho biết mình cũng có ghi chú lại những đặc trưng chất giọng của Bướm Mặt Trăng, thậm chí còn ghi bằng tiếng Hàn để mọi người không nhìn được. Điều này làm Quang Quy phải thốt lên khen ngợi trường hợp này là chân nhân bất lộ tướng nè. Trước đó, Harry và Trấn Thành trở thành tâm điểm của nghi vấn rạn nứt. Netizen liên tục bàn luận và phân tích khi thấy bà xã Trấn Thành thường xuyên đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng cô đơn, ám chỉ việc không tin tưởng vào tình yêu hay chỉ có một mình. Đây chính là cơ sở khiến dân mạng nghi vấn tình cảm vợ chồng đầy ngọt ngào của cặp đôi đã không còn nữa. Thậm chí nhiều phân tích còn cho rằng hôn nhân giữa Harry Won và Trấn Thành chỉ là một hợp đồng và đến nay bản thỏa thuận này đã hết hiệu lực nên cả hai đường ai nấy đi. Trước những thông tin ác ý nhắm vào gia đình nhỏ, Trấn Thành đã lên tiếng phản bác một cách dứt khoát. Nam danh hài thậm chí còn tuyên chiến với dân mạng rằng sẽ gia hạn hợp đồng hôn nhân như lời đồn đến hết đời để chọc tức những kẻ ác ý này. Sau khi phủ nhận tin đồn ly hôn, Trấn Thành ngày càng quấn quýt tình tứ bên Harry. Xuất hiện trên sóng truyền hình mới đây, nam diễn viên không ngại khoe cử chỉ thân mật với bà xã. Mới đây, tại chương trình Siêu Tài Năng Nhí tập 7 mùa 3 đã lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ Hồng Ngọc. Tại chương trình, ban giám khảo và khách mời không khỏi thích thú trước phần trình diễn từ các thí sinh nhí. Tuy nhiên, mọi sự chú ý của khán giả lại đổ dồn vào cặp đôi Trấn Thành Harry. Thời gian qua, hai người bất ngờ vướng vào tin đồn ly hôn, rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên, Trấn Thành đã có bài đăng dài trên trang cá nhân giải thích rõ mọi tin đồn và phủ nhận chuyện ly hôn.
Sau khi Trấn Thành lên tiếng, khán giả vẫn chưa thấy Harry thông báo hay chia sẻ trực tiếp về tin đồn tình cảm trên. Tại chương trình, bộ đôi Trấn Thành Harry cũng có nhiều khoảnh khắc tình tứ trên sóng truyền hình. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm và quấn quýt trong phần giao lưu. Nam diễn viên thường xuyên pha trò, trêu vợ khiến Du Lê và Hồng Ngọc bật cười. Động thái này góp phần xóa tan tin đồn rạn nứt hôn nhân của cặp đôi thời gian qua. Nếu theo dõi cặp đôi Trấn Thành và Harry, có thể thấy hai vợ chồng nhà nam MC thường xuyên trao nhau những cử chỉ ngọt ngào ngay trên sóng truyền hình hay thậm chí trong hậu trường. Trấn Thành được nhiều người nhận xét là một người chồng đảm đang, yêu chiều vợ mọi lúc mọi nơi. Mới đây nhất, Harry Won bất ngờ đăng đàn dòng trạng thái bằng tiếng Hàn với nội dung ẩn ý: dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi, dù tốt, dù xấu, dù buồn hay dù chẳng có cảm xúc gì. Dù không nhắc trực tiếp đến những tin đồn giữa mình và Trấn Thành, nhưng hành động này của nữ ca sĩ càng khiến dân tình không khỏi hoang mang. Thời gian qua, cô liên tục chia sẻ dòng trạng thái buồn bã, thả thính và tình trạng sức khỏe yếu. Dân tình liên tục hoang mang và lo lắng cho Harry. Trải qua nhiều sóng gió, tình cảm của Harry và Trấn Thành vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương từ dư luận. Hai người hiện đang là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt khi thường xuyên dành lời mật ngọt cho nhau, kể cả trên game show hay phía sau hậu trường. Chứng kiến tình cảm của Harry, Trấn Thành, nhiều netizen không giấu được sự ghen tị vì quá hạnh phúc. Trước đó, Trấn Thành bức xúc lên tiếng, khẳng định cuộc hôn nhân với Harry Won vẫn êm ấm. Nam MC cho biết những tin đồn về hợp đồng hôn nhân đổ vỡ tình cảm đều là thông tin thất thiệt. Đừng quên subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều tin tức nóng hổi của thế giới showbiz Việt trên kênh Ống Kính Hậu Trường nha. Xin chào và hẹn gặp lại!